Ôi, cơm phối trời, ngon rồi. Flyamoto, Kingdom Katha, trời ơi. Trận này thắng luôn chứ còn nghĩ ngợi gì nữa. Bên mình cầm Katha Yamoto, mình cầm Foyt. Em biết kiểu thổ khựa cả. Học được cả kiểu thổ khựa cả kìa nhá. Đâu thế? Ê, nhận em chim sáo rồi, chim sẻ. Chết không như lệ.
Anh bác bên em đúng không nhỉ? Thế thì sợ cái gì? Ơi, anh bác bị đánh chưa? Anh đẩy xuống góc chỗ góc 5 giờ ấy. 5 giờ là nhà ấy đây. Nhà gì nhỉ? Nhà Fly đây. Nhà Kingdom chưa thấy đâu ấy. Anh có vào vứt em mấy ít vàng đây để em nâng cấp ạ.
Đâu còn không? Đấy anh đẩy 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 đấy anh lát nhà thằng Fly thôi. Có điểm. Lấy cung A này. Anh đánh đánh cho xong Fly chưa? Đẩy xuống nhà VK luôn góc 6 giờ lấy cung A nhá. Cái nhỏ có bây giờ chưa biết luôn nhá. Cứt, chứ giờ đây gió thấy không thấy. Sao không thấy nhỉ? Lúc đi thẳng vào đấy, đi vào đầu tiên luôn mà không thấy luôn. Mình đi thấy gần thì có bao giờ thôi lượn qua phát thấy màu đỏ Fly đâm thẳng vào Fly luôn. Lượn qua đấy rồi mà không thấy luôn. Ui nhà đẹp này. Ui. Bò đẹp nhỉ? Thủ mà lên C ấy gì nữa. Ui. Ui nhỉ. Nhà thề nhà quá đẹp luôn. Em cũng không nhìn thấy luôn. Không ba vào thủ bằng gì. Không biết. Và chạy ra kia đấy gặp ngay ngày trong luôn. Ui.
thẳng cơ mà. Bánh xe, quân không bánh xe này.